Ba ngày sau trận lở đất kinh hoàng, người dân ở ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Badakhshan, miền đông bắc Afghanistan vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, toàn bộ một quả đồi bị sụt lở ập xuống, xóa sổ 300 ngôi nhà và chôn vùi hàng nghìn người dân dưới lớp bùn dày. Nơi vốn là một khu dân cư sinh sống, giờ trở thành một khu chôn cất tập thể, hoang vắng và chết chóc. Viện trợ bao gồm lều trại, thực phẩm và nước uống đã bắt đầu đến với những người sống sót. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi hiểm trở, đường xá giao thông nghèo nàn, nên không phải ai cũng nhận được hàng viện trợ. Chúng tôi rất khổ sở. Đã 3 ngày nay, chúng tôi không nhận được sự trợ giúp nào. Nhiều phụ nữ và trẻ em trong vùng bị ốm, sao không có thuốc men để chữa trị. 6 thành viên trong gia đình chúng tôi đều bị chôn dưới bùn. Chúng tôi cũng phải tự dựng tạm một căn lều để có chỗ chui ra chui vào. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được lều trại, chăn chiếu hay bất cứ thực phẩm nào. Trong khi đó, hàng trăm dân làng Hobobarik và một nhóm cứu hộ địa phương vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm người mất tích dưới lớp bùn đất sâu hơn 100 mét. Nhiều người dân phàn nàn rằng họ chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, ngay cả các công cụ để tự đào bới bùn đất. Gia đình tôi đã mất đi 8 người vì bị chôn vùi dưới bùn. Trong khi đó, 16 người họ hàng khác cũng đang mất tích. Chúng tôi yêu cầu chính phủ mang máy xúc đến giúp chúng tôi tìm kiếm những người thân của mình. Phát biểu trong chuyến thị sát tỉnh Badakhshan ngày hôm qua, Phó Tổng thống Afghanistan Muhammad Yunus Kanuni cho biết chính phủ Afghanistan đã tuyên bố gói viện trợ 200.000 USD cho những người còn sống sót sau vụ lở đất.